Đấy, báo cáo các bác là đây là sáng 6 giờ sáng ngày 18 tháng 3 năm 2021 thì trang trại của mình có làm cái thủ tục chuyển giống đi cho các bác ở các tỉnh như mọi năm. Đây là khách hàng năm ngoái đã yêu thích rồi. Đó, và đây mình sẽ giới thiệu cái quy trình chuyển con giống đi để cho các bác xem. Đấy. Đây là cái loại cám mà em nhìn em thấy rất ưa thích, là cám B21, cám loại mảnh. Thì ở đây thì chỗ này là 20 con, thì em vì nó là cũng to rồi nên là em đóng nó vào 6 con một thùng. Đó. Chỗ này của em là 3 thùng, thì mà 2 thùng 7, 1 thùng 6. Đấy. Ôi, sao nó nhiều lông xù ấy. Sao nó nhiều lông xù mà. Thích ở trong quay cho bố. Quay tổng thể đi cho xa. Đây là cái số khách hàng. Đấy. Đây là số khách hàng. Khách hàng này là anh này ở Tam Hiệp, Ninh Bình. Đấy. Chỗ này là 20 con giống. Giống rất đảm bảo. Ngoài ra thì kèm theo cái cuốn này là cuốn hướng dẫn kỹ thuật nuôi con giống đà điểu của đồng chí Thăng gửi kèm tặng các bác. Đấy. Thì em sẽ dán nó vào đây.
quay một cái lỗ này. Ôi. Con nhìn thấy nó ấy. Thôi đi, đi ra đi.